Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin bóng đá. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui và vinh dự khi là nơi truyền tải những thông tin bóng đá mới nhất trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, môn bóng đá Nam Olympic Paris 2024 chỉ còn hai trận đấu nữa để xác định chủ nhân của những tấm huy chương. Và trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 8 năm 2024 sẽ diễn ra trận tranh huy chương đồng giữa đội tuyển U23 Maroc và U23 Ai Cập. Đây là trận đấu tái hiện trận chung kết U23 châu Phi năm 2023 và trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đi vào lịch thi đấu chi tiết cũng như sự chuẩn bị của U23 Maroc và U23 Ai Cập trước trận tranh huy chương đồng Olympic Paris 2024. Hai đại diện của châu Phi U23 Ai Cập và U23 Maroc đã để lại ấn tượng mạnh tại bộ môn bóng đá nam Olympic khi đi tới vòng bán kết. Dù vậy, may mắn đã không đứng về phía các đại diện lục địa đen khi lần lượt chạm mặt hai ông lớn U23 Pháp và U23 Tây Ban Nha để rồi nhận thất bại và xuống chơi trận tranh giải ba. Màn so tài giữa U23 Ai Cập và U23 Maroc diễn ra lúc 18 giờ giờ địa phương và 22 giờ giờ Việt Nam hôm nay mùng 8 tháng 8. Ở bán kết, Maroc đã có một trận đấu hay trước U23 Tây Ban Nha khi sớm vượt lên dẫn trước. Thế nhưng, họ không thể duy trì lợi thế trong hiệp 2 và để La Rosa ngược dòng thắng với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Ai Cập cũng tạo ra vô số khó khăn cho đội chủ nhà Pháp. Thậm chí, họ đã xuất sắc cầm chân Led Blur trong 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số 1 đều. Dù vậy, bước vào hiệp phụ, hai bàn thắng của Mateta và Olis đã chấm dứt giấc mơ vào chung kết của Ai Cập. Trong trận đấu tới, Maroc sẽ có đôi chút lợi thế về mặt thể lực. Trận đấu với Pháp là lần thứ hai liên tiếp Ai Cập phải đá thêm giờ tại Olympic năm nay. Trước đó, họ phải rất vất vả mới vượt qua Paraguay trên chấm luân lưu ở tứ kết. Nền tảng thể lực của Ai Cập đã suy giảm rõ rệt, bằng chứng là việc họ để Pháp lấn át dễ dàng ở hiệp phụ do đối sức. Với Maroc, các trận đấu của họ đều kết thúc trong 90 phút đó là lợi thế lớn cho Akraf Hakimi và đồng đội. Kết quả của hai đội từ đầu giải đến nay cũng cho thấy Maroc là đội chơi tốt hơn. Ai Cập chưa thắng trận nào với cách biệt quá một bàn, trong khi Maroc đã hai lần làm được điều đó trước Iraq và Mỹ ở vòng bảng. Với lợi thế về thể lực lẫn phong độ, Maroc là đội có nhiều khả năng sẽ giành tấm huy chương đồng môn bóng đá Nam Olympic Paris 2024. Dựa trên phong độ gần đây, khả năng cao cả hai đội sẽ ghi bàn trong trận đấu này. U23 Ai Cập đã cho thấy sự thiếu chắc chắn trong khâu phòng ngự khi không thể giữ sạch lưới trong 3 trận gần nhất. Đặc biệt, trong 3 trận đấu gần đây nhất của họ tại Thế vận hội, cả hai đội đều ghi bàn. Thậm chí, trong 5 phần 7 trận gần nhất của Ai Cập, cả hai đội đều có tên trên bảng tỷ số. Kể từ đầu giải, U23 Ai Cập đã chơi 5 trận và chỉ có duy nhất một trận họ không ghi bàn, cho thấy sức tấn công của họ vẫn rất mạnh mẽ. Về phía U23 Ma họ cũng có phong độ ghi bàn ấn tượng khi đã lên tiếng ở cả 5 trận đấu gần đây. Với những dữ liệu trên, có thể dự đoán rằng trận đấu giữa U23 Ai Cập và U23 Maroc sẽ có bàn thắng từ cả hai phía, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn hấp dẫn và không thiếu những khoảnh khắc kịch tính. U23 Ai Cập đã ghi bàn ở 3 trong 4 trận gần nhất tại Olympic 2024 và không thể giữ sạch lưới trong 3 trận đấu gần đây. Điều này cho thấy hàng công của họ có khả năng ghi bàn, nhưng bên cạnh đó hàng thủ lại gặp vấn đề trong việc giữ sạch lưới. Về phía U23 Maroc, họ đang có phong độ ghi bàn ấn tượng với 11 bàn thắng sau 5 trận đấu tại Olympic 2024. Hơn nữa, cả 6 trận gần nhất của Mazok đều có nhiều hơn 2,5 bàn thắng mỗi trận, chứng tỏ các trận đấu của Mazok thường xuyên có nhiều bàn thắng. Với những số liệu này, có thể dự đoán rằng trận đấu giữa U-23 Ai Cập và U-23 Mazok sẽ có ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Sau khi dẫn đầu bảng B trước Argentina và đánh bại Hoa Kỳ ở tứ kết, Morocco bước vào trận bán kết với Tây Ban Nha với sự tự tin cao độ khi họ khao khát một suất vào trận chung kết huy chương vàng. Tuy nhiên, chuỗi trận ấn tượng của họ kết thúc tại Stade Velodrome. Nơi các sư tử Atlas chứng kiến hy vọng của mình tan vỡ bởi màn lội ngược dòng của Tây Ban Nha trong hiệp 2. Sau khi chân sút chính Sofian Rahimi ghi bàn từ chấm phạt đền, họ đã để mất lợi thế và thua 1-2. Fermin Lopez gỡ hòa ở phút 66, trước khi ngôi sao của Barcelona kiến tạo cho Juanlu Sanchez ghi bàn thứ hai cho Tây Ban Nha ngay khi hiệp phụ sắp bắt đầu, khiến nỗ lực của đội Morocco để lặp lại thành tích kỳ diệu của đội tuyển quốc gia ở World Cup trước La Roja cuối cùng không thành công trong khi đội của Walid Rikrawi kết thúc ở vị trí thứ tư tại Qatar sau khi thua trận tranh hạng ba, thì các học trò trẻ của Tarik Sektui hiện đang hy vọng giành chiến thắng ở đấu trường Olympic với trận đấu an ủi vào thứ năm quyết định ai sẽ mang về huy chương đồng. Những nhà vô địch cốc các quốc gia châu Phi U23 năm ngoái, nơi họ đánh bại Ai Cập để giành chức cấp trên sân nhà, giờ đây đối mặt với trận tái đấu quan trọng với các pharaoh. Việc gỡ hòa muộn trước khi loại Paraguay ở tứ kết đã giữ cho giấc mơ của Ai Cập về huy chương bóng đá Olympic đầu tiên còn sống và đưa họ đến trận bán kết với đội chủ nhà vào thứ hai. Tuy nhiên, mặc dù dẫn trước 10 phút cuối trận, Dinh Philip Mateta đã ghi hai bàn để từ chối cơ hội vào chung kết của các pharaoh khi Pháp lội ngược dòng thắng với tỷ số 3-1 sau hiệp phụ tại Lyon. Sau khi gỡ hòa trận đấu sau pha mở tỷ số gần khung thành của Mahmoud Saber tiền đạo Crystal Palace đã đánh đầu đưa Led Blur vượt lên sau khi Omar Fayed bị truất quyền thi đấu vì lỗi thẻ vàng thứ hai. Michael Oli sau đó đã ghi thêm một bàn nữa để ấn định tỷ số cuối cùng. Tuy nhiên, đội của Rosario Mikel vẫn đã vượt qua thành tích tốt nhất trước đây của Ai Cập tại Olympic, bị loại ở tứ kết cả tại London 2012 và Tokyo 3 năm trước. Sau khi đánh bại Tây Ban Nha để dẫn đầu bảng C và sau đó cầm hòa gần Pháp ở bán kết, họ sẽ tự tin về cơ hội phục thù Morocco đội đã thay thế họ làm nhà vô địch U23 châu Phi mùa hè năm ngoái. Hai đội cân sức đối đầu với huy chương đồng lịch sử đang chờ đợi, điều này có thể làm giảm phần nào các động thái tấn công của họ. Tuy nhiên, cả hai đội đều có những cầu thủ khéo léo ở khu vực cuối sân và một cuộc đấu hấp dẫn có thể nghiêng về phía Morocco, đội bóng đang nổi lên.